chữ tài, đi với chữ tài một vần, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Buổi sinh hoạt đầu giờ của lớp 9C, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Nghi Xuân. Nhìn bề ngoài cứ ngỡ người đứng trên bục giảng là cô giáo dạy văn, và buổi sinh hoạt này là một tiết dạy văn đúng nghĩa. Cô giáo say mê đọc kiều, học sinh mê mải lắng nghe. Thế nhưng trong thực tế, cô giáo Trần Thị Xuân Thu lại là một giáo viên bộ môn hóa sinh. Cô rất tài năng ở mọi lĩnh vực và đặc biệt là cô đọc rất giỏi truyền kiều. Em cảm thấy câu truyền kiều không hề nhàm chán mà vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Cô Thu là một trong những người ngoài cái việc thực hiện tốt cái chuyên môn của mình ra thì cô có một cái niềm đam mê đọc thuộc truyền kiều rất là mạnh liệt. Tinh thần của cô lan tỏa được đến các cái học sinh. Từ nhỏ, cô giáo Xuân Thu đã được mẹ truyền đam mê truyền kiều qua lời ru câu hát. Lớn lên, chị được mẹ cho đi theo mỗi lần bà diễn trò kiều nên càng khắc cốt ghi tâm. Tình yêu với truyện kiều lớn dần trong tim từ lúc nào không hay. Không những đọc thuộc 3.254 câu kiều, cô giáo Thu còn có thể đọc ngược, đọc xuôi, đọc ngẫu nhiên bất cứ câu nào. Mới đây tại cuộc thi chung kết đọc thuộc truyện kiều trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa Nguyễn Du năm 2023 do huyện Nghi Xuân tổ chức, cô giáo Trần Thị Xuân Thu đã xuất sắc giành giải nhất. Khi mà mình là người thuộc nhiều nhất ở trong trường, thì mình tham gia hội thi thì với tinh thần trách nhiệm cao. Thứ hai nữa là cũng thấy vui bởi vì là mình bản thân mình trên quê hương Đài Thi Hào Nguyễn Du mà mình thuộc rồi mình biết được. Truyện kiều có nhiều điển tích điển cố từ Hán Việt, từ cổ. Do đó đọc thuộc là một chuyện, còn đọc hiểu để cảm nhận được cái hay, cái đẹp lại là chuyện khác. Theo cô giáo Xuân Thu, muốn hiểu thì phải xem kỹ phần chú giải, nắm bắt được bối cảnh, diễn biến của câu chuyện. Có như vậy mới không bị sa vào ma trận của những câu thơ lục bát. Muốn đọc thuộc hệ truyền kiều, theo bản thân tôi nghĩ là phải đấy là truyền. Truyền thì có cổ truyền, có diễn biến từ trước ra sau. Cho nên mình hiểu được là mình đang đọc đoạn này là đoạn nào, tức là nói về nhân vật nào thì mình sẽ không nhầm lẫn. Ngày xuân con én đứa thôi, thiều quang chín chục đã ngoài 60. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điệp một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tào mộ, hội là đạm thanh. Không chỉ bồi đắp tình yêu truyện kiều cho học sinh, mà cô giáo Thu còn lan tỏa niềm cảm hứng cho các thành viên gia đình về tuyệt tác văn học này. Chồng và các con cũng là những người yêu kiều, thích đọc kiều. Đặc biệt, người con trai út Phan Tùng Lâm có khả năng đọc thuộc hàng trăm câu kiều khi còn chưa biết chữ. Đến nay, em đã thuộc được khoảng 400 câu với niềm hào hứng say mê hiếm có. Hồi cháu con nhỏ là thấy mẹ đọc truyện kiều, rồi là mẹ bày cho cháu, rồi cháu cũng đọc theo. Bây giờ cháu lớn rồi, cháu biết chữ rồi thì cháu tự đọc không cần mẹ bày nữa. Mẹ con nói là sách truyền kiều có rất nhiều giá trị và khi con lớn thì con sẽ hiểu dần dần. Cô giáo Thu luôn tâm niệm, đã là người con sinh ra trên quê hương Đại Thi Hào Nguyễn Du thì không thể không biết đến truyện kiều, tập đại thành trong nền văn học Việt Nam. Việc thuộc lòng 3.254 câu kiều của cô là một lẽ tự nhiên. Nhưng sự lan tỏa niềm đam mê kiều cho các thế hệ con em như một cách giáo dục cái đẹp, tình yêu và lẽ sống lại là sự nỗ lực rất lớn của cá nhân cô, một giáo viên hóa sinh, yêu thi ca và đặc biệt là truyện kiều.